Ngoan á, tiếp tục đi, tập trung vào suy nghĩ. Mày cười cái gì? Trời ơi. Thôi đi. Sao vậy? Thôi thôi, đi chơi đâu không? Đâu không? Đi chơi chứ không? Không có gì. Chơi không? Chơi đồ ai đúng không? Nè nè. Thôi nghe quên. Mày bị cái gì vậy? Tình hình sao rồi? Không có gì. Tao chắc chắn là không phải anh Tân. Sao mà anh Tân? Thì Nguyệt, thì Nguyệt ý, thằng cha đấy chỉ là bình phong thôi. À, thế tụi mày đang xạo tao đúng không? Xạo mày làm cái gì hả? Vậy giờ tao phải tiếp tục giữ nó hả? Mày cười lên coi, mày giữ nó thì sao? Thằng bé nó đáng yêu mà. Đáng yêu vậy thì mày giữ đi. Bữa giờ tao xảy bao nhiêu kèo gì nó. Hôm bữa đưa em về nhà, xém nữa là có một đêm thì ATZ. Chưa gì hết nó đút đầu vô, tôi đứng hình với nó luôn. Nghe nhỏ bây giờ. Này, mày bao nhiêu con thì sao? Nhịn vài tháng trông cho thằng bé đi sao? Nhịn vài tháng? Ừ. Mày chết được đấy. Sao không chết? Chú ơi, tao tàu bay nữa đây. Từ từ. Alo, anh đang ở bên nhà Dương chơi lời đầu bắp nè. Đợi xíu, nghe thoại xong chơi đầu bay tiếp à. Hai người cha con với nhau, cho nên chơi với nhau hợp quá mà. Hai cha con gì? Nữa hoài, đã nói rồi cái chuyện này. Cứ nói hoài, cái chuyện vô lý vậy mà em cứ nói hoài là sao hả Tiến? Vô lý hả? Tôi có bằng chứng hai người là cha con với nhau rồi đó. Cái gì? Tao không nghĩ mày làm vậy luôn đó. Không tin mày luôn ý. Quân ơi, tại sao mày lại làm Nguyệt như vậy? Rồi mày chối bỏ Nguyệt hả? Mày đúng là hèn hạ. Bốn đứa đi chơi với nhau về xong mày lúc nào cũng đưa Nguyệt về. Cuối cùng bây giờ có con đậu bắp đang ngủ trên kia. Mày mày sao? Mấy bạn ơi, Mình không có mấy bạn ơi. Như vậy rồi mà mày còn chối? Mình không có. Trời ơi, đúng là một khuôn luôn. Một khuôn gì vậy? Ơi. Cha nào con nấy. Coi kìa, cái bộ râu của nó kìa. Râu gì? Mày bị điên hả? Thôi đầu bắp ra đây, chú bế lên ngủ tiếp nào nhá. Chú thương không sao đi ngoài. Thiệt tình lúc nãy tôi thấy bộ râu của nó giống mày lắm. Mày điên quá, bộ râu gì nó còn nhỏ xíu, đứa tuổi mầm non mà mọc râu. Mày điên hả? Mày còn điên hơn tao nữa hả? Thôi đừng có ở đó mà giở trò mèo khóc chuột. Bây giờ chỉ còn hai anh em mình nè. Tao tin tưởng mày. Thì đó, mày tin tưởng tao là được rồi. Bây giờ Tiên không tin tao. Chỉ có những thằng bạn thân mới tin tưởng nhau thôi, đúng không? Đúng, tao tin tưởng mày. Mày nói thiệt đi, mày với Nguyệt làm chuyện đó từ khi nào? Tao nói tao không có mà mày kỳ quá. Sao mà không có được? Hả? Đàn ông con trai với nhau, tao hiểu cảm xúc của mày lúc này rối bời lắm đúng không? Mong lung không biết cái gì luôn đúng không? Nhưng mà thiệt tình, mày đã có gia đình rồi, đùng một cái có con rơi ở ngoài. Tao cũng không hiểu làm sao luôn á. Tao cũng không hiểu làm sao luôn á. Tao là nó không có, tao Nguyệt không có gì hết mà. Mày cứ nói hoài à, bộ không phải là con tao. Được rồi, mày bình tĩnh đi. Tao hiểu mày, bạn bè với nhau
Tao tin mày. Mày tin tao mày đi đâu hả? Tao lên thu dọn đồ của Đậu Bắp cho nó về với ba nó. Tao nói tao không phải là ba của Đậu Bắp mà sao là tiên là không tin. Tâm mày gặp mấy mày cái gì? Ngồi xuống. Mày ngồi xuống. Ngồi xuống đi, tao nói chuyện với mày. Đậu Bắp bây giờ nó đã mồ côi mẹ rồi. May mắn lắm nó mới tìm được cha của nó, là hạnh phúc biết chừng nào. Ai ngờ cha thằng khốn nạn. Đồng ý là bây giờ mày đã có một gia đình rồi, nhưng mày phải chấp nhận Đậu Bắp là con của mày. Tao không phải là cha Đậu Bắp. Mày bị điên quá vậy? Sao mày tin tao? Tao không có một thằng bạn như mày. Tao nghỉ chơi với mày. Biến ra khỏi nhà tao. Mày không tin tao là không tin mày luôn. Biến ra chuyện đó. Biến ra khỏi nhà tao. Thằng kia. Thằng kia, quay lại đây. Hai thằng bạn thân với nhau, ngồi xuống nói tử tế xem nào. Đậu Bắp nó nghe xem bây giờ. Mày ra đi. Ờ, rồi. Thằng Dương nó không có tin tao. Ok, tao tin mày. Đúng không? Mày là bạn thân với tao hồi đó, giờ ba thằng mày là hiểu tao nhất. Đúng không? Tao với mày không có gì hết. Và Đậu Bắp không phải là con của tao. Nhưng mà đấy là con ruột của mày mà. Sao mày cũng không tin tao luôn vậy? Bây giờ thiệt nói sao cho hai mày hiểu. Tao nói thiệt nè. Bây giờ tao thề độc luôn nè. Bây giờ là ở dưới có đất, ở trên có trời nè, đây có bóng đèn nè, ở ngoài đường có xe nè. Tao nói mà, tao với Nguyệt mà có chuyện gì ha, hay là Đậu Bắp là con ruột của tao hả, là coi như là đèn tắt tao tắt, tao học máu miệng, ra đường xe cán. Ôi, gì mà mày thề thốt kinh vậy? Bình tĩnh lại coi. Bình tĩnh thôi. Chứ nói hoài hai mày không tin thôi, tao gì hết. Bọn tao tin, bọn tao tin. Mày thề độc như vậy á, tao tin mày rồi. Nhưng mà giờ tao không biết cái này là sao, không hiểu sao mà nó lại trùng khớp như vậy. Nếu mày thề độc như thế thì bọn tao tin. Thế thì chắc chắn cái này là có sai sót thì rồi. Mày đi kiểm tra bệnh viện xem là họ có sai sót gì không. Vậy là cái này vẫn có khả năng sai sót đúng không? Ừ. Nhưng mà có thể sai sót và cũng có thể là không sai sót nha. Nhưng mà có thể sai sót là coi như là 0.01% là vẫn có sai sót. Vậy thì là vẫn có sai sót. Bây giờ phải làm sao? Nhưng mà trường hợp sai sót dường như là không có. Rất khó có thể sai được. Vẫn có. Có. Thì bây giờ thì tao nó có mà. Tao mới bảo mày là mày đi kiểm tra lại đi. Mày cãi nhau. Chắc 100% đúng không? Ừ. Kết quả bệnh viện tao chưa bao giờ thấy sao giờ. Mày đi khác luôn đi. Thì bây giờ nó thề thốt như thế rồi, mày tin nó đi chứ. Tao lên gặp Đậu Bắp. Làm gì? Bây giờ chuyện gấp lắm rồi. Nó đang ngủ, mày muốn nói gì với nó nói với tao nè. Bây giờ chuyện hạnh phúc gia đình tao bây giờ gấp lắm rồi. Tao lên tao lấy máu nó. Mày điên quá. Làm gì? Lấy máu nó lại mang tao mới xét nghiệm được chứ. Mày điên, con ngồi xuống đi. Khủng quá. Chứ bây giờ vậy ai hiểu tao bây giờ tao khổ quá rồi.